Tiểu sử Suboy, nữ hoàng rap Việt Nam và hành trình chạm tới đỉnh cao âm nhạc. Suboy là nữ rapper hàng đầu tại Việt Nam, cô có, có một phong cách rap cực kỳ hiện đại, phóng khoáng và đa dạng. Không chỉ gây được tiếng vang trong nước, Suboy còn được báo chí nước ngoài khen ngợi là hiện tượng hip hop Việt. Bên cạnh việc khẳng định dấu ấn riêng trong âm nhạc, mà ngay cả thời trang, Suboy cũng thể hiện cá tính chất lừ và trở thành một biểu tượng tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Shuboi, tên thật là Hoàng Lâm Trang Anh, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1990, là một rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Việt Nam. Cô được xem là một trong những rapper đầu tiên và cũng là nữ hoàng nhạc hip hop tại Việt Nam. Nữ rapper tiếp cận với dòng nhạc rap khi 14 tuổi và một năm sau đã đi hát và bắt đầu sáng tác. Cô nhanh chóng khẳng định được chỗ đứng của mình trong giới underground hip hop. Cho đến năm 2009, khi bắt tay chung cùng Hồ Ngọc Hà trong hai ca khúc Xin Hãy Thử Tha và Girls Night, Suboi mới bắt đầu được đông đảo giới trẻ biết đến. Sang một năm sau, Suboi cho ra album Walk Bước do chính cô tự sáng tác. Với album solo đầu tay này đã mang đến nhiều thành quả ngoài mong đợi cho nữ rapper 20 tuổi khi ấy, đưa cô trở thành nữ rapper đầu tiên đạt được thành công tại Việt Nam. Tiếp theo sau đó, con đường âm nhạc của Suboi liên tục phát triển rõ rệt và vô cùng vững chãi cô cho ra mắt nhiều ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân như En Sao, Công, Cho Không được sự đón nhận mạnh mẽ từ người nghe nhạc. Su Boy không có nhiều tác phẩm âm nhạc nhưng bài hát nào mà cô cho ra mắt đều rất cá tính, khẳng định được tài năng, vị trí của một nữ hoàng nhạc rap. Các sáng tác của Su Boy đa phần là tiếng nói của bản thân trước những vấn đề về tình yêu, gia đình, những vấn đề tồn tại trong xã hội. Gần gũi, dễ cảm và luôn chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa qua những bản nhạc hip hop chất như nước cất mà Su Boy mang đến. Năm 2016, Suboi từng có cơ hội hát rap trước mặt Tổng thống Obama trong buổi giao lưu khi ông có chuyến thăm Việt Nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đoạn đối thoại ngắn của nữ rapper và cựu Tổng thống này thực sự tạo nên ấn tượng mạnh và được yêu thích cùng sự lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Cái tên Suboi lại lần nữa được giới trẻ tìm kiếm không ngừng. Suboi có không ít lần được báo nước ngoài khen ngợi, đặc biệt là tờ The Wall Street Journal, nhận định Suboi có thể trở thành một Queen Latia của Việt Nam. Không dừng lại ở đó, Suboi trở thành sao Việt đầu tiên xuất hiện trên Vogue Nhật, rap tiếng Việt trong ca khúc diva hàng đầu Nhật Bản, trình diễn tại lễ hội âm nhạc Kama và lễ hội âm nhạc điện ảnh thường niên Shot by Shot West ở Mỹ. Điều này cho thấy Suboi đã vô cùng thành công trên con đường xây dựng âm nhạc và đưa rap Việt ra ngoài lãnh thổ đến gần hơn với quốc tế, cũng như thay đổi nhận định của nhiều người về phụ nữ hát rap mới đây, Suboi trở thành một trong bốn huấn luyện viên chính trong chương trình Rap Việt nhằm tạo ra thế hệ rapper tài năng tiếp theo của dòng nhạc rap. Hiện chương trình này đang thu hút rất đông sự quan tâm của khán giả. Về chuyện đời tư, Suboi là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Điều hiếm hoi cô cho biết là mình đã từng đính hôn với đạo diễn Việt Kiều Bảo Nguyên sau 7 năm yêu nhau. Được biết cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2010, chính đạo diễn Bảo Nguyên là người làm MV cho Suboi. Họ hẹn hò nhau sau đó không lâu. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống mà cả hai cùng đồng hành trong công việc. Nhiều sản phẩm của Suboi được anh làm đạo diễn và chính anh cũng là người giúp Suboi có nhiều hợp đồng với đối tác lớn. Vào năm 2017, Bảo Nguyên cầu hôn Suboi và nữ hoàng rapper cũng thường xuyên đeo chiếc nhẫn đánh dấu chủ quyền ấy trên tay cả trong lúc làm việc hay chụp ảnh. Thế nhưng hai năm sau, vào tháng 4 năm 2019, có nhiều nguồn tin nổi tiếng rằng Suboi và đạo diễn Bảo Nguyên đã đường ai nấy đi, nhưng người trong cuộc vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Tối ngày mùng 1 tháng 10 năm 2019, Suboi khiến công chúng ngạc nhiên khi khoe bụng bầu ở tháng thứ 6 của thai kỳ, kèm theo đó là niềm hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã sẵn sàng để chia sẻ với mọi người, mình không thể quay lại nữa rồi, trời ơi, tôi sẽ là một người mẹ. Chồng Suboi là Nodi, tên thật là Đôn Nguyễn, là nhà sản xuất âm nhạc người Pháp gốc Việt, Nữ hoàng rap Việt cho hay, Naudi đối với cô là một người bạn trong âm nhạc, hiểu nhau về cả tính cách, tư tưởng, đường lối. Vào tháng 1 năm 2020, Super sinh con gái đầu lòng, cô và chồng cùng nhau chăm sóc con cái và tận hưởng cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.